yêu cầu chính quyền đó, yêu cầu chính quyền đừng nên áp đảo nữa. Tôi yêu cầu chính quyền đừng nên áp đảo nữa. Cuộc biểu tình của hơn 10.000 người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh trước cổng nhà máy Formosa vào ngày 2 tháng 10 năm 2016 vừa qua khiến cho dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý. Một vài hình ảnh video cho thấy cảnh công an, quân đội phải cởi bỏ sắc phục và rời khỏi khu vực người dân biểu tình. Sau đó, phóng viên SBTN đã đến thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để tìm hiểu nguyên do vì sao có cuộc biểu tình này. Tôi đi trong tính lý hòa bình, đòi hỏi môi trường sạch của Cô Mô Sa phải trả lại cái quyền sạch cho người dân của chúng tôi. Tôi kể mà cá mà không ăn được nữa đi. Không ăn được cá cho nên là tổng từng mối thì chuẩn bị chết chứ còn gì nữa. Cho nên là tôi nói từng nữa là bà con rất chân thành, họ đi rất tình cảm. Đi tình cảm là đi trong chân lý hòa bình, họ đi tôi đang nhủ bà con này đi theo đường của mình. Đi được rõ ràng nhé. Bây tôi là đi là trống chân lý hòa bình, chứ mày là đi để mà mang cái ác cảm chứ lắm còn ạ. Nhá. Bởi vì từ bắt đầu khi thải độc thảm họa của môi trường có như là xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung, nhất là có như đau xót nhất là có như huyện Kỳ Anh. Như vậy thì có như cuộc sống của nhân dân là có như là thật là tàn khốc, có như tôm cá thì ăn không được, nếu mà có như mình làm ra cũng không ai mua. Cho nên là khó khăn đến cho dân. Thì bây giờ có như cuộc tuần hành hôm qua là có như là do có cái chủ trương trên nghe nói là có như ông gì của môi trường á, là có như là quyết định là có như thả về sống quyền. Thả về sống quyền. Do vậy cho nên là có như dân là tuần hành là có như với hình thức là hòa bình, nhưng muốn là chính quyền là có như là cải trang này, tha rằng mà có như giải san hô ở ngoài biển Đông mà chết. Còn hơn là có những người dân bây giờ xả vào dân thì nhất định là có những dân của mấy cái xã này là có sẽ chết thay cho có những giả san hô, thì tha rằng để cho giả san hô nó chết chứ mà chứ không cho nó ra sống quyền, làm ảnh hưởng đến nó là có như là hàng mấy nghìn người dân ở trong cái huyện này là có như là bị tắt. Chính quyền có những có giúp đỡ là có như 2 lần bằng thóc bằng gạo, có nghĩa là có như dân có như cùng hỗ trợ được phần nào, nhưng mà có như là đó là chẳng qua trước mắt thôi, chứ còn có những cái nhân dân là không phải đòi hỏi cái gì lớn, mà chỉ có những đòi hỏi là có như là nguồn sống của là tương lai của con em sau này, có như không bị là có những ô nhiễm, không bị nhiễm độc, không bị có như cả cái khí độc mà có như làm tác hại đến nòi giống sau này. Nói tóm lại là 6 tháng qua là có như toàn bộ dân thuộc về có như bây giờ là thuộc về dân là có như là nông ngư hỗn hiệp, trai lưới để kiếm sống. Trước đấy thì có như cùng từ đó mà có như nuôi sống gia đình rồi con cái học hành. Nhưng kể từ 6 tháng xảy ra vừa qua thì coi như là nếu mà làm ra sản phẩm cũng ai mua cho. Do vậy là coi như là cuộc sống của nhân dân bị tắc. Ngày 29 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về định mức bồi thường thiệt hại cho người dân 4 tỉnh miền Trung với mức bồi thường thấp nhất là 2,91 triệu đồng cho 6 tháng. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng chỉ đền bù thiệt hại trong vòng 6 tháng là không hợp lý, vì hiện nay thảm họa môi trường đã diễn ra hơn 6 tháng, nhưng người dân vẫn chưa thể có thu nhập như trước. Lo ngại việc nhận tiền sẽ khiến Formosa hết trách nhiệm, nên nhiều người kiên quyết không nhận tiền đền bù. Ngày 6 tháng 10, chính phủ cho biết số tiền đền bù khắc phục hậu quả lên tới 12.100 tỷ đồng. Nhà nước phải bỏ ra thêm 600 tỷ đồng từ ngân sách. Số tiền trên sẽ được giải ngân trước ngày 31 tháng 10 năm 2016. Phóng sự của SBTN, tường trình từ Hà Tĩnh, Việt Nam.